Live Show Bangkok với sự đầu tư công phu âm thanh ánh sáng. Và dàn diễn viên xuất sắc đã giành được nhiều giải thưởng vô cùng danh giá như TNT People's Choice Award Thái Lan, The Best Show of Thái Lan Award năm 2015, 2016, 2017, Chief Advisor Certificate of Excellence 2015, 2016, 2017 và PATA Gold Awards 2017.